Trái đất cách đây khoảng 33,9 tới 23 triệu năm trước là giai đoạn của thế Oligocene hay thế Tiệm Tân, là thế thứ 3 và cũng là cuối cùng thuộc kỷ Paleocene. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện một loài động vật thuộc nhóm các loài săn mồi hung tợn bậc nhất địa cầu, là kẻ đánh dấu cho thời kỳ hoàng kim của loài lợn, thời kỳ mà anh em nhà lợn có thể ngẩng cao đầu, ngạo nghễ thống trị trái đất. Không để các bạn chờ lâu nữa, nhân vật chính của video hôm nay là Entelodon, lợn trâu sát thủ, tổ tiên của loài lợn. Lợn trâu, với tên khoa học là Entelodon, hay còn gọi là lợn sát thủ, là một họ lợn đã tuyệt chủng từ thời kỳ tiền sử. Chúng là động vật ăn tạp và là loài đặc hữu của những khu rừng và đồng bằng Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á từ cuối kỷ Paleocene đến thế Miocene, đến sớm cách đây khoảng 21 triệu năm. Chúng là một trong những loài động vật săn mồi hung tợn nhất lịch sử. Entelodon theo tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là hàm răng hoàn chỉnh, và chúng chính là tổ tiên của loài lợn hiện nay. Chúng là loài động vật cực kỳ hung dữ, có thân hình nửa giống lợn, nửa giống trâu. Tuy cao trên 2 mét và nặng tới hàng tấn, trong các hóa thạch của các nhà khoa học tìm được, có dấu vết của những vết thương trên sọ, cho thấy loài thú này thường xuyên tấn công lẫn nhau để tranh giành địa phận hoặc con cái. Nhìn chung, bề ngoài của chúng giống như một con quái vật, nửa lợn, nửa trâu và đặc biệt là cực kỳ hung hăng. Lợn trâu Entelodon là một nhóm đã tuyệt chủng chứ không phải lợn giống như động vật có vú ăn tạp với các cơ quan cồng kềnh nhưng ngắn, đôi chân thon thả và mõm dài. Lớn nhất là nhóm lợn Bắc Mỹ Diaeodon và nhóm châu Âu Paraentelodon với chiều cao lên đến 2,1 mét tính đến vai với bộ não có kích thước của một quả cam. Một mẫu vật duy nhất được ghi bởi Mendoza, Janis và Palmvis cho khối cơ thể được ước tính có trọng lượng 421 kg. Lợn trâu Entelodon có đầy đủ một bộ răng, bao gồm cả răng nanh lớn, răng cửa, răng hàm và chúng tương đối đơn giản nhưng mạnh mẽ. Bộ răng sắc nhọn là vũ khí để chúng cảnh báo kẻ thù tránh xa bữa ăn của mình. Giống như nhiều động vật khác, chúng có móng vuốt với hai ngón chân chạm đất, còn lại hai là tàn tích. Đặc điểm phân biệt của loài động vật này không phải là nặng nề mà là cục xương ở hai bên đầu chúng tương tự như một con heo rừng. Một số có thể có điểm gắn được để hỗ trợ cho cơ hàm mạnh mẽ hơn, nhưng một số lớn khác hơn ở con đực cho thấy chúng có thể chiến đấu để tranh giành con cái. Tuy nhiên, với bản tính hung dữ và thường đi săn theo đàn nên chúng vẫn là nỗi khiếp đảm của các loài động vật trên cạn. Theo các nhà nghiên cứu sinh vật học cổ đại, Entelodon bị tuyệt chủng cách đây khoảng 9 triệu năm. Entelodon sống trong những khu rừng và đồng bằng, nơi chúng là những kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn trong kỷ Miocene của Bắc Mỹ và tới kỷ Oligocene. Chúng có thể săn bắt động vật lớn giống như những loài bò Eporeodon lớn và lạc đà thời tiền sử cỡ bằng con cừu Polprotherium wilsoni. Chúng kết liễu con mồi với một vết cắn từ cặp hàm mạnh mẽ của chính mình. Một số hóa thạch của các loài động vật khác khi được tìm thấy, các nhà khoa học nhận ra rằng có những vết cắn của Entelodon ở đó, giống như những con lợn hiện đại. Chúng là động vật ăn tạp, ăn cả thịt và thực vật. Nhưng sự thích nghi của chúng cho thấy một xu hướng thiên về con mồi sống và thối rữa. Một số khác thậm chí còn tích trữ thức ăn, giống như chi khác của Entelodon là Archaeotherium đã được phát hiện. Ở đó chứa rất nhiều xương của lạc đà. Entelodon còn có một chi khác là Diaeodon, sống ở Bắc Mỹ cách đây khoảng 23 đến 20 triệu năm trước. Nếu Entelodon khiến người ta phải kinh ngạc vì trọng lượng lẫn hình dạng thì Diaeodon làm không ít người khiếp sợ. Đầu của một con Diaeodon có thể chiếm tới 35 đến 40% trọng lượng cơ thể, với bộ răng sắc nhọn, nó đủ sức cắn xé đến tận xương đối thủ của mình.
Theo các nhà khảo cổ học, Entelodon đã để lại những vết cắn rất ấn tượng trên hộp sọ của nhiều loại động vật. Điều này có nghĩa rằng chúng đã sử dụng sức mạnh vượt trội của mình để nghiền đầu con mồi. Điểm chung duy nhất mà Entelodon có với loài lợn hiện đại chính là tập tính nhặt rác, ăn tạp. Chúng ăn bất cứ thứ gì tìm được, bao gồm lá, quả hoặc thịt và trứng của các loài động vật khác. Với kích thước khổng lồ và hàm răng đáng sợ, loài lợn địa ngục Entelodon gần như trở thành bá chủ trong thời đại mà chúng sống. Chúng không gặp phải bất kỳ mối đe dọa đáng sợ nào từ các loài động vật khác. Tuy nhiên, theo các bằng chứng khảo cổ học tìm thấy, trên các hóa thạch xương vẫn còn lưu lại những vết sẹo lớn, sâu hàng cm, cho thấy rằng loài lợn này thường có các cuộc xung đột giữa các cá thể trong đàn với nhau. Những con Entelodon cuối cùng đã chết cách đây khoảng 16 triệu năm. Không ai biết tại sao chúng bị tuyệt chủng, nhưng sự phát triển của các loài động vật săn mồi có vú mới như chó, gấu đã tuyệt chủng có thể sẽ liên quan đến nó. Một video nữa về một loài sinh vật khiến các bạn phải bất ngờ khi chúng là tổ tiên hung tợn của loài động vật mà ngày nay đã trở thành nguồn thực phẩm dồi dào dinh dưỡng cho con người chúng ta. Đúng là ai cũng đều có giây phút huy hoàng của mình, chỉ có mình Ulrich Schertin là chưa có. Hy vọng giây phút ấy sẽ đến trong tương lai gần khi càng nhiều các bạn bấm like, bấm subscribe và chia sẻ video của chúng mình đến nhiều người hơn nữa nhé. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả video dưới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.